số 2 thì không ai dám nhận số 1. Vậy các ngươi hãy chơi trò tâm đầu ý hợp với ta. Ở phần này, ta sẽ cho mẹ ghẻ nhìn một bức tranh. Nhiệm vụ chính là phải vẽ truyền cho nhau, sao cho người cuối cùng phải hoàn thiện được bức tranh đó. Của ngươi đây, hãy bắt đầu đi. À! À, hiểu rồi. À, quá dễ. Ơ, công công. Tiếp nha. Ơ, cái này hơi khó hiểu. Không lệch đi đâu được. Toàn o tròn như quả trứng gà luôn. Các ngươi hãy nhanh chóng hoàn thiện bức tranh. Thời gian đang trôi đi rất nhanh. Sắp xong rồi. Sao trông giống con cám nhà mình thế nhỉ? Nét này. À đây, thêm chút nữa. Ui, cái bà mẹ này, múa cái gì không biết. Vẽ kiểu gì lạ đời ai mà theo được. Hả? Hình gì thế này? Ui, vẽ nốt đi để người ta còn hoàn thiện. Bình tĩnh, chưa nghĩ ra. Sắp hết giờ rồi. Xong, xong rồi. Hả? Đã xong rồi sao? Nó là cái gì đấy? Mời các người lên trên để so kết quả. Mẹ ghẻ dỡ bức tranh của mình lên đi. Thì đây. Hả? À, sai bén rồi. Mấy đứa vẽ cái gì đấy? Ơ, này mẹ ghẻ, rõ ràng bà vẽ tròn tròn xong ngoặc ngoặc, sao lại ra con lợn? Thì vẽ con lợn đấy chứ còn gì nữa. Còn cám. Hả? Đưa đây. Ngươi vẽ cái gì đây hả cám? À, thì cái bên trong con lợn lúc ăn no thì nó ỉ ra đấy. Ta tưởng các ngươi hiểu ý nhau thế nào, hóa ra cũng chỉ là lời đồn mà. Thì mẹ con ta hiểu ý nhau nên mới vẽ cái thứ bên trong con lợn còn gì. Đúng rồi, ngươi thử kiểm tra con lợn xem nó có thứ này bên trong không. Liều liều. Chỉ là mày không cùng đẳng cấp với bọn ta mà thôi. Mãi bên nhau bạn nhé. Sao ngươi lại lôi bọn ta tới nơi lạnh thế này? Lạnh quá đi. Trò chơi thứ hai. Hả? Ồ, trước mặt các ngươi là những phần quà. Bây giờ hãy mở nó ra đi. Không biết nó tặng cho mình món quà gì nhỉ? Hồi hộp quá. Hả? Thử thách lần này của các ngươi là tách kẹo đường. Nhưng mà nên nhớ, phải có sự ăn ý với nhau. Ồ hay, sao lại? Hả? À, mày buộc mẹ con tao lại thế này thì tách kiểu gì? Thế mới là tâm đầu ý hợp. Mở của con trước. Của mẹ trước. Ê, mẹ nhường cho con đi. Hả? Còn tay này làm gì nhỉ? Tự mở. Ôi mẹ ơi, có một tay thì tách kiểu gì? Ai biết. Chàng làm cái gì đấy? Nhìn cái này giống nàng phết nàng ạ. À? À, ai bảo giống? Các ngươi mau tách đi. Mẹ ơi, cùng nhau tách nha. Được rồi, cầm cẩn thận không vỡ nhé. Lên, sắp tan rồi. Cố lên mẹ ơi. Tách thôi già luôn. Cầm lên. Hả? Xong đời rồi. Cái này lỗi của nhà sản xuất, Tấm không biết. Ngươi đừng có mà mồm điêu. Nhà sản xuất đảm bảo chất lượng. Đây là. Hả? Đấy, nhìn đi. Còn một hình nữa đấy, các người mau làm đi. Ý, mất cả hai cái cánh thôi, có tính không? Cái mảnh này á, cái mảnh này thì tách kiểu gì? Tách kiểu gì là việc của... Này thì tách này, cho người biết thế nào nhá. Lên cho ta. Chạy thôi. Ui da.
đau quá. Tưởng chạy thoát ta mà dễ à? Mẹ ơi, nhanh lên, mỏi hết cả mồm rồi này. Ngươi đã thấy kết cục của người phản bội ta chưa? Biết rồi, ta có chống đối lại ngươi đâu. Này mẹ, được rồi này. Xong rồi nha. Thành công rồi. Hả? Ồ, thế này là như thế nào? Tai đâu? Đấy là do ngươi làm gãy, không phải mẹ con ta. Ok. Để thần xử mẹ con nhà nó. Cái gì? Dọa à? Đây, mẹ một chiếc. Này nhá, mày nhờn với ba mày à? Mày láo là chị đây cho mày lên vườn luôn nhá. Ui. Mày tưởng bà sợ mẹ? Bà chỉ nhường một chiếc mà mày được nước lấn tới hả? Này, thằng áo đỏ, lên đi. Không phải sợ, nhanh. Nhờn này, tinh tướng này. Em xin lỗi, em chưa rồi. Khoan, mày đánh tao thì được, nhưng mà một khi mày đã động đến mẹ tao rồi thì mày đừng có đánh tao nữa. Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Sao mẹ cứ lấy con làm lá chắn vậy? Dám đánh búp bê này. Thôi đủ rồi, dừng lại. Lần này ta sẽ cho các người hai lựa chọn. Một là giết, hai là bị giết. Hả? Một là giết, hai là bị giết. Ai giết tôi? Con muốn sống mẹ ơi. Con muốn lấy anh Hoàng. Mẹ cũng muốn sống. Còn một đống tiền ở nhà chưa có tiêu hết. Hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi đi. Ôi, con ơi, mẹ xin lỗi nha. Mẹ ơi, con còn trẻ, con khỏe. Mẹ cho con đâm một phát thôi. Thôi được rồi, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Búp bê, đỡ tao. Búp bê, mày đỡ tao nha. Tao không muốn chết nằm đâu, tao muốn chết đứng cơ. Chết nằm lòi mỡ xấu lắm. Mẹ ơi, con xin nhé. Từ bây giờ con là cô Nhi rồi. Đến đi con. Con tới nha. Giời ơi, cái lưng của tôi. Hả? Sống rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con sợ. Mày muốn gì? Lúc nãy mày đánh bà hơi đau đấy nha. Mày có tin là tao đâm nhẹ một cái là mày đi đời luôn không? Thế giờ mày muốn tao đâm vào đâu? Ừ. Thả cho em. Gãy mất dép rồi. Đi về, đi về thôi. Đi về, đi về.